Quay trở lại với chủ đề về Power Rangers, ở những clip lần trước, chúng mình đã thực hiện một bài review về Power Rangers Operation Overdrive, một season khá hay nhưng bị cộng đồng fan nước ngoài đánh giá thấp. Hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục đưa tới một bài review về season trước đó, cũng gần như chịu chung số phận bị fan nước ngoài coi là một bộ Power Rangers không mấy thành công. Song, có lẽ lại hay hơn, thú vị hơn so với những gì họ đã đánh giá, đó là Power Rangers Mystic Force. Qua kịch bản được viết bởi David Chan và anh Mega Ultra Chicken, hãy cùng chúng mình tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé! Trước khi đi vào khám phá bộ phim, ta điểm sơ qua một chút thông tin cơ bản về season này. Power Rangers Mystic Force là season thứ 14 của dòng phim Power Rangers, chuyển thể từ bộ Sentai thứ 29 là Maho Sentai Magi Ranger. Nối tiếp Power Rangers SPD, ra mắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2006, thuộc thời kỳ Disney. Phim lấy đề tài phép thuật là nguồn cảm hứng chính. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu bộ phim. Ở bài review này, chúng mình sẽ giới thiệu từ cốt truyện cho tới gian nhân vật của phim trước, sau đó mới đưa ra nhận xét cụ thể về từng điểm mạnh, điểm yếu của phim nhé. Format kịch bản sẽ hơi khác so với những clip review mọi khi một chút. Đầu tiên về cốt truyện. 20 năm trước, tại một thế giới song song với thế giới thực, nơi phép thuật tồn tại, một trận đại chiến tàn khốc đã nổ ra. Đoàn quân quái vật dẫn đầu bởi tên kỵ sĩ Morticon đã trồi lên với tham vọng xâm lăng thế giới này và cả thế giới thực nơi con người đang sống. Với sức mạnh áp đảo của mình, chúng là nỗi khiếp sợ cho những người dân nơi đây. Song, đoàn quân này đã đụng độ với 5 vị pháp sư. Họ sử dụng ma thuật nguyên tố của mình để đánh đuổi lũ quái vật. Khi đó, Limbo, pháp sư đỏ, vị pháp sư quyền năng nhất, đã dùng sức mạnh của mình và phong ấn thế lực tà ác xuống Underworld thông qua cánh cổng niêm phong. Cái ác đã bị đẩy lùi, nhưng mất mát để lại cũng không hề nhỏ. 5 vị pháp sư đã biến mất. Vào thời điểm hiện tại ở thành phố Briarwood, một cơn động đất đã làm đứt gãy phong ấn trên cánh cổng năm đó, khiến ác quỷ có cơ hội trồi lên mặt đất một lần nữa, tiếp tục âm mưu xâm chiếm hai thế giới của mình. Khi đó, một nữ phù thủy tên Udonna đã lường thấy mối họa đang cận kề. Bà chiêu mộ 5 thiếu niên ở Briarwood là Nick, Sander, Chip, Madison và Vida, đánh thức sức mạnh ma thuật trong họ và biến 5 người họ trở thành Power Rangers Mystic Force, chiến đấu chống lại thế lực tà ác, bảo vệ cho cả hai thế giới. Tiếp theo, chúng mình sẽ điểm mặt những nhân vật quan trọng trong Power Rangers Mystic Force. Vì bài review bọn mình làm theo hình thức no spoilers, nên sẽ có một vài nhân vật hoặc một vài câu chuyện xoay quanh họ không được đề cập một cách cụ thể để tránh làm lộ nội dung và những bí ẩn được cài cắm trong phim. Đầu tiên, Nick Russell, mang sức mạnh của lửa, Red Mystic Ranger. Anh là đội trưởng của nhóm. Từ khi còn nhỏ tới giờ, phần lớn Nick được nuôi dạy và sống cùng những người họ hàng của mình bởi cha mẹ không dành nhiều thời gian cho anh. Hình ảnh của Nick gắn liền với chiếc xe mô tô, phương tiện anh dùng để đi phượt tới những nơi ở khác nhau. Khác với 4 thành viên còn lại vốn là bạn thân của nhau khi làm việc chung tại cửa hàng âm nhạc Rockparium, Nick chỉ mới vừa chuyển đến đây ít lâu, vì vậy anh không nhận được sự tin tưởng của họ lúc ban đầu. Nick là người bốc đồng, kiêu ngạo, luôn làm trước rồi mới nghĩ sau. Anh thà một mình làm mọi thứ còn hơn là nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, khi ở cùng và sát cánh chiến đấu cùng những người bạn của mình, anh dần hiểu được giá trị của tinh thần đồng đội. Dù có hơi cứng đầu và đôi khi có lời lẽ không hay, nhưng Nick là một người can đảm và dễ gần, là một chiến binh bất khuất, quả cảm và không bao giờ chịu gục ngã trước kẻ thù. Tiếp theo, Charlie Thorne, mang sức mạnh tia chớp, Yellow Mystic Ranger. Charlie, hay còn gọi là Chip, là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm. Chip bị mê hoặc bởi những câu chuyện thần tiên nên cách cư xử của cậu có phần khá kỳ quặc. Thậm chí, cậu còn có sở thích tự nhập vai vào các nhân vật khác nhau. Dù vậy, sở trường của Chip là rất giỏi chơi cờ vua và bắn cung. Ngoài ra, cậu còn là thành viên của COUNTV, hội ngăn chặn sự xấu xa bền bỉ của Macaron ở thế giới ngầm. Chip đặc biệt thân thiết với Vida, dù cả hai có nhiều điểm khác nhau về tính cách. Lúc 7 tuổi, Chip bị bắt nạt vì cậu mặc trang phục siêu anh hùng vào dịp Halloween và Vida là người đã đứng ra bảo vệ cho cậu. Khi trưởng thành, Chip quyết tâm bảo vệ cho Vida khi cô gặp khó khăn. Madison Rocca, mang sức mạnh của biển cả, Blue Mystic Ranger. Madison, hay còn gọi là Maddie, là chị gái của Vida. Maddie là một người hướng nội, cô hay lưu lại khoảnh khắc thường ngày của bạn bè mình thông qua chiếc camera. Vì dành quá nhiều thời gian cho việc này, nên Maddie ít khi ra ngoài giao tiếp với người khác. Madison là một người giàu lòng trắc ẩn và vô cùng tốt bụng. Cô rất hay giúp đỡ mọi người, tuy vậy bản tính lại có phần khá nhút nhát. Madison rất sợ ếch vì lúc nhỏ Vida đã đặt ếch vào váy của cô. Cô là người gần gũi với Nick nhất. Xuyên suốt bộ phim, nếu ai chịu để ý sẽ thấy giữa hai người có một vài khoảnh khắc khá lãng mạn. Một điều thú vị là hai diễn viên Firas Dirani và Melanie Vallejo ngoài đời cũng đã từng hẹn hò với nhau. Vida Rocca, mang sức mạnh của gió, Pink Mystic Ranger. Vida, hay còn gọi là Vi, là em gái của Madison. Trái ngược với cô chị hướng nội của mình, Vida là một tomboy nổi loạn. Cô yêu thích âm nhạc và thường xuyên làm DJ cho Rockparium. Rất trớ trêu cho Vida khi trở thành Pink Mystic Ranger vì cô cực kỳ ghét màu hồng. I hate pink.
Trái với vẻ ngoài nổi loạn của mình, cô rất tốt bụng và rộng lượng. Với tính cách mạnh mẽ, cô sẵn sàng bảo vệ cho những người yếu thế, cụ thể là Maddie khi bị Nick phê phán, hay Chip khi cậu bị bắt nạt lúc còn đi học. Xander Bly mang sức mạnh của cây cối Green Mystic Ranger. Xander là một người Úc chuyển đến Mỹ sinh sống. Khi mới đến, anh bị kỳ thị nặng nề, thậm chí còn bị tẩy chay vì chất giọng đặc trưng của anh. Điều này khiến anh thấu hiểu và đồng cảm với những người cô độc. Sở thích của anh là trượt ván. Xander luôn hãnh diện về vẻ ngoài của mình và nụ cười quyến rũ chính là điểm mạnh của anh. Khi gặp kẻ thù, anh thường cố gắng mở lời trước để tránh phiền phức. Và đương nhiên kết quả là... Xander hay thích thể hiện bản thân. Như khi làm việc ở Rockparium, anh thường phân công việc cho các Rangers khác hơn là tự mình làm việc. Sự tự tin thái quá và cái tôi ngút trời khiến anh và đồng đội nhiều fan gặp nguy hiểm. Nhưng sau cùng, anh vẫn thừa nhận là mình đã sai. Bên cạnh 5 chiến binh Ranger, ta có một vài nhân vật bổ trợ thú vị không kém. Đầu tiên, Udonna, mang sức mạnh của mưa tuyết, Wise Mystic Ranger. Một nữ phù thủy quyền năng, người đã sống sót trong trận đại chiến năm xưa. Bà là người đã thuyết phục Nick trở thành Red Ranger khi anh không hề tin vào phép thuật. Trong lần đụng độ với Korak, Snowstack của bà đã bị hắn lấy đi. Không thể chiến đấu, Udonna tập trung huấn luyện cho nhóm Nick. Bà là một người nhân hậu, điềm đạm, chưa bao giờ nghiêm khắc với học trò của mình. Xuyên suốt bộ phim, những bí ẩn về quá khứ của Udonna dần được hé mở. Dageron mang sức mạnh của mặt trời, Solaris Knight. 19 năm trước, không lâu sau trận đại chiến, một người bạn của Dageron là Kalinder đã bán linh hồn cho quỷ dữ và tấn công anh. Sức mạnh hai bên va chạm vào nhau, dẫn đến việc cả hai bị dính phải lời nguyền và đều bị phong ấn trong một cái hang. Ở tập 14, Long Ago, Dageron lúc này đây mang hình hài của một con ếch vì lời nguyền, đã cứu Madison khỏi tên quái vật Jester và bị thương. Tuy rất ghét ếch, nhưng để đền đáp, Maddie đã hôn lên Dageron. Ngay lập tức, lời nguyền đã bị phá vỡ. Dageron lấy lại được hình dáng ban đầu. Về sau, Dageron thay cho Udonna huấn luyện các Ranger. Anh thừa hưởng sự khôn ngoan, tính công bằng và kỹ thuật chiến đấu từ người thầy của mình là Limbo. Trái với Udonna, Dageron rất nghiêm khắc trong việc dạy học và điều này khiến Xander bất mãn trong thời gian đầu. Với Dageron, tập luyện không nghiêm túc sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực chiến. Dù vậy, anh rất hiểu cho học trò của mình vì anh từng trải qua quãng thời gian như họ. Câu nói khiến mình ấn tượng nhất là: "Ta sẽ không thể trở thành thầy giáo tốt nếu để học sinh của ta bỏ cuộc trước khi cậu ta bắt đầu tập luyện." Now, I wouldn't be a very good teacher if I let my student give up before he even started training, now would I? Một thông tin khá thú vị về diễn viên thủ vai nhân vật này, John Tui. Anh cũng chính là người đóng vai Doggy Anubis Kruger, SPD Shadow Rangers của series Power Rangers SPD trước đó. Điểm chung là cả hai đều được công nhận là Sixth Ranger và đóng vai trò Mentor, người dẫn dắt những nhân vật chính của bộ phim. Claire, phù thủy học việc của Udonna, tính tình hậu đậu và hay đọc sai câu thần chú. Tuy nhiên, theo thời gian, phép thuật của cô dần được cải thiện và có đóng góp không nhỏ trong các cuộc chiến. Toby Slambrook, chủ cửa hàng âm nhạc Rockparium, có tính cách lập dị và những sở thích quái đản. Anh rất tốt bụng với nhân viên của mình, dù cho nhóm của Nick thường xuyên bỏ việc do bận chiến đấu. Toby cũng là người đã bán chiếc vảy rồng cho Andrew Halford, người thành lập đội Operation Overdrive. Chi tiết này được hé lộ trong tập 7, At All Cost của series Power Rangers Operation Overdrive. Đây là một chi tiết liên kết khá thú vị giữa hai bộ phim liền kề nhau. There were reports of a magical dragon outside of a city called Briarwood. I purchased the scale from a record store owner. Phineas là một Choplin, sự kết hợp không may giữa một quỷ lùn, Troll, và một yêu tinh, Goblin. Tuy nhiên, cả hai loài đều ghét Phineas, nên ông hay đi lang thang khắp rừng. Tuy không được lanh lợi, nhưng Phineas rất thân thiện và hài hước. Ông khá thân thiết với các Ranger, đặc biệt là Nick. Ông hay đưa ra những lời khuyên và cũng không ít lần giúp cho họ thoát khỏi nguy hiểm. Genji, cộng sự của Dageron. Với sự thông thái của mình, Genji làm người ta nhớ đến nhân vật thần đèn trong Aladdin. Cậu ta nói nhanh và nói khá nhiều, lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan. Tính cách của cậu vô cùng láo cá, nhưng khi cả nhóm gặp hiểm nguy, cậu vẫn là một người bạn đáng tin cậy và nghiêm túc làm tròn bổn phận. Tiếp theo, ta tiến tới tìm hiểu một vài phản diện nổi bật của phim nhé. Một trong những kẻ phản diện nổi bật và có tính biểu tượng lớn nhất của Power Rangers Mystic Force có lẽ là Korak, The Night Wolf. Korak là tay ma thuật kỵ sĩ khét tiếng, được tạo ra bởi Master Optimus. Hắn ta cùng đoàn quân quái vật của mình đã bị phong ấn trong 20 năm. Sau cơn địa chấn làm cánh cổng niêm phong bị nứt vỡ, Korak được giải thoát khỏi sự giam cầm. Hắn gần như là một tuyến phản diện độc lập đứng ngang hàng với Morticon, chỉ phụng sự duy nhất Master Optimus. Korak có nhiều nét khác biệt cả về tạo hình, tính cách lẫn sức mạnh so với những tên phản diện khác. Hắn cũng có thể được coi là chiến sĩ mạnh nhất phụng sự The Master. Thậm chí, Korak còn đeo cho mình chiếc khiên chứa quyền năng từ con mắt của chủ nhân Optimus. Với kiếm thuật và cả tà thuật điêu luyện của mình, không ít lần Korak gây khó dễ cho các Ranger. Song, điều khiến cho hắn trở nên thú vị hơn cả chính là khí phách và lòng tự tôn của một kỵ sĩ,
Đây cũng là lý do khiến hắn có không ít kẻ thù ngay trong chính nội bộ của phe phản diện, và cũng để lại cho người xem không ít câu hỏi về thân phận chưa thực sự được làm sáng tỏ của hắn. Necrolight, mật thám bóng đêm của Underworld, mụ hiểm độc, lạnh lùng, xảo quyệt và đầy toan tính. Mụ còn biến chồng mình thành một con sâu. Dù vậy, mụ lại rất sợ Morticon và Korak khi không hề dám đáp trả họ một câu nào. Song, bởi là một mật thám nên Necrolight gây không ít khó dễ cho Korak. Tuy ngoài mặt vẫn cộng tác cùng nhau, ả lại thường đâm sau lưng bằng cách soi mói nhất cử nhất động của ông ta để báo cho Morticon. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ những thông tin quan trọng nhất xoay quanh bộ phim. Giờ sẽ là những đánh giá cá nhân của nhóm về Power Rangers Mystic Force để cùng phân tích, tìm ra những mặt nổi trội hoặc những mặt chưa thực sự tốt của series này, xem thực sự liệu nó có đang bị đánh giá thấp như những lời của fan quốc tế hay không nhé. Power Rangers Mystic Force vẫn giữ được nét đặc trưng của thời kỳ Disney là các nhân vật được xây dựng theo hướng năng động và trẻ trung với những câu thoại và các tình huống hài hước. Tuy vậy, phim không quên rút ra những bài học ý nghĩa, cụ thể hơn là quá trình trưởng thành của nam nhân vật chính. Họ chỉ là những người bạn làm việc và chiến đấu cùng nhau, xem vào đó là không ít mâu thuẫn. Nhưng sau những lần đó, họ càng trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn như một gia đình thực thụ. Power Rangers Mystic Force vấp phải khá nhiều chỉ trích, phần lớn là việc phim tập trung nhiều vào nhân vật Nick. Ý kiến cũng có phần đúng vì điều này khiến phim mất cân bằng. Bốn nhân vật còn lại không được khai thác sâu, thậm chí nhân vật Vida không có cho mình được một tập phim riêng. Tuy nhiên, nhìn vào khía cạnh tích cực hơn thì đây vốn dĩ là truyền thống của dòng phim Power Rangers khi Red Ranger sẽ được nổi bật hơn so với các thành viên còn lại. Ví dụ như Time Force hay War Force đã chứng minh cho điều đó. Bù lại, phim có ra nhân vật phụ thú vị và tuyệt vời, nếu không muốn nói quá là lấn lướt hơn cả các Ranger. Một điểm trừ của Power Rangers Mystic Force là các nhân vật phản diện, ngoại trừ Necrolight thì dường như không có sự khác biệt nào lớn của dàn phản diện so với bản gốc Magi Ranger. Tuy Power Rangers Mystic Force không có team up với SPD, nhưng phim có đoạn cameo ngắn của nhân vật Picky. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nhân vật phản diện nổi tiếng Rita Repulsa, với tên gọi khác là Mystic Mother, nay đã cải tà quy chính là một phù thủy tốt. Đây được xem như là sự tri ân dành cho diễn viên Machiko Soga khi bà đã qua đời vào năm 2006. Series này còn hay ở việc sử dụng footage. Những phần truyện kéo dài nhiều tập của Magi Ranger được rút gọn thành 1-2 tập khi qua Mystic Force, khiến nội dung ngắn gọn hơn và không bị dư thừa. Tuy nhiên, mặt khác là điều này quá bị lạm dụng khiến mạch phim trở nên quá nhanh, rất khó để theo dõi. Cụ thể là 3 tập 18, 19, 20 mang tên Dark Wish. Power Rangers Mystic Force ban đầu có hai phiên bản opening theo thể loại rock và thể loại rap của Ron Wiseman, nghệ sĩ âm nhạc được biết đến qua các bài opening của Mighty Morphin Power Rangers hay Power Rangers Zeo, nhưng lại không được dùng đến. Điểm mạnh nhất của phim là phần kỹ xảo, lấy tông màu sẩm tối làm nền, khiến những khu rừng phép thuật mang đầy vẻ huyền bí và u ám, cùng với các sinh vật mà tưởng chừng chỉ thấy trong các câu chuyện cổ tích. Xen kẽ vào đó là dòng âm nhạc Celtic, loại âm nhạc truyền thống dân gian của người Celtic ở Tây Âu, khiến bộ phim trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Ngoài ra còn phải kể đến chú rồng Fireheart và Red Dragon Fire Ranger, bộ giáp Battleizer của Red Mystic Ranger. Cá nhân mình thấy thì đây là bộ giáp Battleizer có thiết kế đẹp nhất trong tất cả các bộ Battleizer tính tới nay. Trên đây là tất cả những đánh giá của chúng mình về bộ phim Power Rangers Mystic Force. Có thể thấy trong số rất nhiều series Power Rangers tính tới hiện tại, Mystic Force cũng có cho mình những điểm nổi trội rất riêng và không hề bị lép vế chút nào. Một phần phim chúng mình nghĩ rất đáng để tìm hiểu. Các bạn hãy để lại cảm nghĩ của mình về series này ở bên dưới phần comment nhé. Nếu như thấy video này bổ ích, đừng quên like và share nó để nhiều người biết tới những sản phẩm của RTK Media hơn nhé. Đừng quên subscribe và click vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Và nhớ like cả fanpage của chúng mình nữa để cập nhật những thông tin thú vị xoay quanh Tokusatsu. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない！